Và xin chào tất cả các bác nhá. Em đang dép một cái dàn karaoke 24 triệu đồng cho một bác khách ở trong miền Tây. Thì dàn này cấu hình nó gồm những như sau: một đôi DMX KS 12 cộng, một con đẩy DL Cotic F 9000, một con vang BD S 600 và một bộ mic DKV 12 hai la mã. Thì dàn này thì xét thì em sẽ ghép luôn cả cái điều khiển cho các bác luôn. Đấy, có cả điều khiển luôn. Thì em vừa xét xong đây thì mời tất cả các bác chúng ta nghe thử chất âm của dàn này nhá. Em vừa xét thì cũng là rất là hay thôi, tất nhiên là ghép là phải hay đấy, để quay mà không hay thì người ta chê chúng ta bới mặt thế đang làm gì, đúng không ạ? Em mời các bác nghe thử đi mic. Liên một hai lần, một hai ba lần. Cái này nó sẽ có cho chúng ta là bốn cấu hình, sẽ lần lượt là em thử cho các bác nghe bốn cấu hình luôn chúng ta dùng. Đây đây là cấu hình số 1, cấu hình này là Eco Divert, tại vì là cái này thì dành cho ai cũng hát được, tức là hát mức độ là không giỏi cũng không kém, tức là ai cũng hát được, là cái cấu hình số 1 này. Liên một hai lần. Đấy, đó là cấu hình số 1. Sang cấu hình số 2 thì chúng ta sẽ bấm số 2 này phát. Thì sang cấu hình số 2. Cấu hình số 2 này thì sẽ là cấu hình nhiều Divert, ít nhại. Lên một hai ba, lên một hai lên. Các bác trong miền Tây thì thích dì vọt nhiều hơn miền Bắc, nên mà em có cấu hình là dì vọt, còn cấu hình này là eco, cái này là nhại, không có dì vọt, Ít dì vọt. Lên lên một hai ba bốn bốn bốn. Và cấu hình số 4 này thì cấu hình nghe nhạc, cấu hình nghe nhạc nó là cấu hình số 1 nhưng mà tăng thêm phần bass và chét để chúng ta nghe nhạc. Thì cấu hình số 4 thì vẫn giống tiếng mic thì giống cấu hình số 1. Đấy. Thì vừa ghép xong là bây giờ em mời các bác nghe thử cái chất âm của nó nhé. Đấy, quay cận cảnh một chút cho các bác ngắm cái dàn này một tí này. Đây. 24 triệu toàn bộ dàn này. Đấy. DMX loa vàng đẩy mic. Dàn này thì chỉ có mỗi loa bãi thôi, còn đâu là mới hết rồi. Đấy, mới. Rất là hay. Đây em sẽ test luôn cho bác nghe nhé. Cho nhạc to đi. Nhìn chung sáng ai còn vẫn vương sông hồn, mà nơi đây bỗng dừng bước yêu du. Ở đây có và nơi đây có mối duyên đầu, của nơi đây em đang chờ anh xây mộng hiện tượng. Ngày anh đến đông lại mùa đông giá lạnh biệt mơ, ngày anh đến cánh hoa vừa đẹp ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình phải gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cũng đàn én trong vườn xuân. Bye bye. Nhìn chung xa anh còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước yêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có mối duyên đầu, của nơi đây em đang chờ anh xây mộng kết tường. Đấy các bác nhá, hát thế thôi. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xin cảm ơn tất cả các bác. Thì cái này em test mic cho nên mà em cho nhạc bé để cho các bác nghe được tiếng mic. Em không thích cho nhạc lớn, cho nhạc lớn thì nó sẽ lấp hết cái tiếng mic của các bác đi. Các bác chủ yếu là không nghe được cái tiếng mic. Mà cái dàn này đẳng cấp của nó là phải là tiếng mic hay thì nó mới là đạt yêu cầu các bác nhá. Xin cảm ơn nhá.